Nãy bắt cua mới về và nước lớn à. Giờ mình ăn có mì xong rồi cái mình đi bắt ong. Mở bạn ăn mì ngon lắm, đói bụng ăn ba mì ngon cực kỳ. Mày kiếm thử rồi có ổ nào à? Bắt quay cho mọi người xem à. Đi bắt cua về chưa tắm luôn mọi người. Mình cuộc sống khó khăn rồi đó, không học đến đây đến chốn, giờ không có biết gì về máy vi tính hay là công nghệ gì hết trơn, làm này con em giúp đỡ, mình không biết quay, không biết cắt, không gì. Mọi người xem video thông cảm nha, tại vì quá đam mê, quá nhiệt huyết. Nắng quá nắng à. Mệt quá mệt. Trời, đi bắt ong thôi. Rồi, ở đầu tiên các bạn ơi. Đây đang làm thuốc nè. Mình không biết hút thuốc nha các bạn thông cảm mình nha. Đừng chửi mình nha. Thì mình không biết hút thuốc. Các bạn thấy không, nằm trống á, mày lên ngôi luôn. Quá già bạn. Ngủ đi các bạn ơi. Bút tắt luôn. Ông già quá già. Mặt này nhóc rồi mày. Thấy không?
học dữ đó nha. Này cho hậu ơi, hậu nha. Con hậu vậy ngâm rượu, còn gì đâu ngâm rượu. Thôi ở đầu tiên luôn nha không ơi, mình tiếp tục bạn ơi. Này ổ mới đóng nha các bạn, này ổ nhỏ nuôi đi, nuôi đang mới bắt sao nha mọi người. Mình mới thấy đường ổ luôn nha các bạn, lần đầu tiên ra nghề là đi chút xíu là được hai ổ rồi nha. Thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa, này quýt rồi, này ngon rồi, lại đang là làm đuốc nha. Ôi, ngon luôn, ổ này quá ngon. Các bạn thấy không? Này đúng chắc luôn nha. Hai ổ nha bà con, hai ổ nha các bạn. Ta nói mày cho hậu. Rồi, tiếp tục thôi nha các bạn. Tiếp tục đi kiếm thôi. Em ra đường ổ đó nghe các bạn. Thank you.
ngộ nữa nha. Quá đã, quá đã. Hiện tại giờ mình được 3 ổ rồi các bạn. Quá trời, ổ nào nó lại nhóc mặt coi. Rồi, tiếp tục thôi. Hai ổ này nha các bạn. Lên mình làm đúc dứt con này luôn nha. Này quá, con này hên nè, con này quá hên nè. Nha. Quá đã, quá đã. Mọi người đây ngổ nữa các bạn ơi, nay mình trúng bánh này các bạn ơi, quá ngon, quá ngon rồi. Làm nước còn giữ quốc này nữa nha. Hôm nay mình bắt ong lần đầu tiên luôn nha các bạn, lần đầu tiên mình giao quy bắt ong luôn nha. Quá là mặt rồi. Quá mặt các bạn ơi. Ổ này khủng khiếp thiệt. Quá là mặt luôn. Bứt chân. Khủng khiếp, khủng khiếp. Ổ này quá ngon luôn nha.
Ổ thấy chưa? Ổ này là ổ thứ 5 rồi nha. Ừ, ổ thứ 5 rồi. Quá đã, quá đã. Cảm giác được luôn nha các bạn. Mình có thể cảm giác được mình ông siêu siêu phạm như thế nào luôn á. Ôi trời, trời, chết chết. Ổ này ổ thứ 5 nha. Ổ nãy mình cắt xác qua xác rồi. Rồi, tiếp tục thôi. Đó, thấy không? Thấy chưa? Quá trời mặt rồi. Trời ơi. Vô 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 kèo, vô kèo. Lần đầu tiên. Lần đầu tiên giao video bắt ong nha các bạn. Bỏ vô, bỏ vô. Đi tiếp thôi. Đó, kiếm mấy tập cặp vụ lá nè. Làm được 2 ổ luôn nha các bạn. 2 ổ này hơi cao nha các bạn. 2 ổ này hơi cao. Ổ này hơi cao các bạn. Ổ này nhỏ mà hơi cao. Các bạn thấy không? Thấy không? Thấy không? Rồi, ổ gì đâu. Xíu. Xíu bạn ơi. Trời ơi, ông miếng thiệt tình. Bỏ mày vô luôn. Bỏ mày vô luôn. Đây, các bạn thấy chưa? Ông dừng nguyên chất 100%, chỉ có kênh đặc biệt Cần Giờ thôi các bạn. Quá trời ơi. Ôi trời ơi. Ông này phải lộ bên kia nghe các bạn. Chết luôn rồi. Ướt ơi, ướt, ướt anh ta. Ôi, ông đóng ác rồi chứ. Mình vẫn đánh dấu được nha. Thấy nó bay là lụm liền. Ở trên đó thấy không? Bạn thấy chưa? Bắt như Thọ Nguyễn con giờ. Thọ Nguyễn luôn rồi. Bắt như anh Thọ luôn rồi. Xong luôn rồi. Ở đây hơi cao. Thank you.
mày nhắc là này mặt mày kéo chết kéo xuống ơi quá trời ây à, kiên kiên quá ơi tiêu cái quẹt này rồi lỗi gì bánh ơi con này là mặt dữ lắm nha các bạn, con này quá trời mặt luôn á, chạy. Ừ, kéo thua thua kéo này bạn ơi yeah. Trời ơi chết chết rồi ôi nó chảy mặt quá trời ai à. Rồi tiếp tục thôi mới đóng rồi ơi một xíu rồi con này mới đóng rồi thiệt khổ ghê chứ con này mới đóng rồi một xíu rồi mình mới đi ba ông về các bạn ơi đây thành quả như đây đây các bạn thấy không như đây chắc khoảng nửa đít hơn nha mọi người quá trời ơi tổng cộng là được 6 ổ 7 ổ 6 8 ổ thôi tính 7 ổ đi 7 ổ nha các bạn quét nghe 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 lần đầu tiên đặt biển đi bắt ong có gì sai sót các bạn bỏ qua nha tại vì người ta bắt ong là tôi hút thuốc cái một là xong rồi còn mình phải đốt nhiều cái đuốc mổ ong làm một cái đuốc trời ơi cái gì giống bánh ma bảo chiên gì bạn á nè sao quá chậm đầu tiên đi khởi hành cũng ngon chứ đâu phải chuyện đơn giản đâu các bạn mình ăn này cũng được bạn ơi ăn này mình bị dứng rồi đặc biệt nhà xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu các bạn thấy kênh Đọc Biển Ngân Hà hay, nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha. Tại vì Đạt đi làm vất vả quá, lội sông lội suối hết cái công việc này tới công việc khác, kiếm đồng tiền để mình lo cho vợ con. Rồi, bye bye các bạn.